cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con khởi đầu ngày mới với thái độ biết ơn Thiên Chúa vì tình yêu mà Người đã dành cho con, và con quyết tâm sống tử tế trong mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân trong ngày hôm nay. Việc đối thoại xã hội đích thực liên quan đến khả năng tôn trọng quan điểm của người khác, chấp nhận rằng quan điểm ấy chứa đựng những xác tín hoặc mối quan tâm chính đáng. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Hôm nay, con đáp lại với tha nhân theo cách con nên làm và không làm theo lối hành xử trước đây của mình nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con ngừng lại một chút để ngẫm về ý cầu nguyện của tháng này. Giáo hội mở ra là một giáo hội với những cánh cửa rộng mở, đến với tha nhân, đến những vùng ngoại vi của nhân loại, không có nghĩa là lao vào thế giới cách loạn xạ, vô lý. Nhiều khi chậm lại thì tốt hơn, buông bỏ những lo lắng của mình để nhìn ai đó trong những cái nhìn của mình và lắng tai nghe họ, hoặc gác lại điều gấp gáp của bản thân để đồng hành với người bị bỏ lại bên vệ đường, và luôn để cánh cửa mở ra nhằm đối thoại. Lạy Chúa, xin dạy con biết xót thương. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con dừng đôi chút để nhìn lại ngày hôm nay. Hôm nay con sống như thế nào? Nhìn lại những lúc con khó chịu với người khác, lúc đó con đã nghĩ gì? Con đã có thái độ ra sao? Con đã nuôi dưỡng sự đoàn kết hay chia rẽ? Trước cuộc xung đột, con này xin Chúa ban sự hiệp nhất. Con xin cho mình không rơi vào những cảm xúc chống đối và đừng buông lơi quyết tâm của con. Con xin Chúa ơn tha thứ mà quyết tâm dành cho ngày mai. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.